Hiếu Liêm, nhìn kia, có một ngôi nhà cổ ở đằng kia rồi. May quá, ở nơi rừng núi Quan Du này có người ở. Chúng ta vào đó xin tá túc một đêm, đằng nào trời cũng sắp tối rồi. Chà, giá như phía trước mặt chúng ta là một quán khách thì hay biết mấy, vừa có thịt ăn, vừa có các kỹ nữ mời rượu. Hay da, cậu chớ nên sàm ngôn, đang trên đường lên kinh ứng thí, đừng nghĩ lung tung mà ảnh hưởng. Ô dào, có sao đâu, nam hán tử mong cầu như vậy cũng là lẽ thường tình thôi. Cậu cứ khắt khe với bản thân mình quá long đà mà. Biết là vậy, nhưng nhiệm vụ trước mắt của chúng ta vẫn là thi cử, nên tập trung thì tốt hơn. Những mong cầu khác có thể thực hiện sau mà. Là tôi nói vậy thôi, chứ nhất định kỳ này lên kinh ứng thí cho thành, rồi muốn tính chuyện gì thì tính. Thì ra là một ngôi nhà cổ bỏ không, nhìn có vẻ âm u, đáng sợ. Hay là chúng ta cố đi thêm chút xem có chỗ nào dừng chân được nữa không? Thôi, tôi cũng mỏi gối chồn chân rồi, nghỉ ở đây cũng được. Chỉ tiếc là nhà không có người, thì chúng ta chẳng nhờ giả được bữa cơm nóng thôi. Tôi có cảm giác rợn rợn thế nào ấy. Đã bảo không sao, cậu hôm nay sao lại nhát gan vậy? Ai đang ở trước cửa nhà ta? Có người sao? Có người đấy. Hình như ông ấy ở tận bên trong kia. Hay quá, chúng ta vào xin bữa cơm thôi. Ừ, có tiếng người thật. Nhưng liệu có phải người hay là... Dở dẫn. Thôi, vào nhanh lên. Chào ôi, bên trong khác hoàn toàn so với vẻ bên ngoài. Xin hỏi, ngài là... Ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, nên đã xây nhà ở đây. Còn hai vị là thí sinh lên kinh ứng thí sao? Dưng, sao ông biết được ạ? Đêm qua tôi nằm mộng, có hai thí sinh lên kinh ứng thí ghé thăm. Quả thật đúng như vậy. Ông có thể cho chúng tôi nghỉ nhờ một đêm ở đây được không? Trời tối mà nơi đây quang du quá, chúng tôi không tìm được quán trọ nào khác. Dưng, chúng tôi đi ngang đây vừa lúc trời tối, đang không biết nghỉ ở đâu. May là nhìn thấy ngôi nhà cổ, tưởng bỏ hoang, hóa ra lại có người. Được thôi, mời hai vị, nhà tuy đã cũ nhưng cũng đủ đầy. Quả đúng như vậy, ngay từ lúc bước vào bên trong đã thấy một không gian khác, xung quanh bài trí các bức họa y như thật. Ngài có thể cho chúng tôi được tham quan ngôi nhà không? Tất nhiên là được rồi, các vị cứ tự nhiên. Ở đây có nhiều bức họa như thật, các vị chỉ nên ngắm, không nên tò mò. Vâng, tất nhiên là chúng tôi chỉ ngắm nhìn thôi. Mời hai vị. Wow, bức họa trên tường đẹp quá, y như thật. Nhìn thiếu nữ trong tranh kìa, môi son như động, sóng mắt như đông đưa. Nàng ấy đẹp quá. Chớ có đặt tay lên đó, đây là bức họa của tiên nữ Trắc Hoa. Các vị thích thì cứ vui vẻ ngắm tranh, nhưng không nên đụng vào. Ta đã lưu ý cho hai vị ngay từ đầu rồi. Vì sao vậy? Bức tranh đẹp thế này, cô gái trong tranh y như người thật. Giả như ta được gặp nàng ở ngoài thì hay biết bao. Quả thực, bức họa trên tường sinh động như thật. Tranh đẹp thế này, chẳng bỏ công một đêm ta ở lại đây. Mời hai vị về phòng ăn chút cơm nóng rồi nghỉ ngơi đã. Chúng ta chỉ nên thưởng tranh thế thôi. Đôi mắt, khóe môi của nàng ấy y như thật. Đẹp quá. Nàng là thiếu nữ trong tranh sao? Có thật là ta đang đi cùng tiểu nữ đây không? Chính là thiếp đây mà, chàng vào đi. Đây là đâu? Ta đang nằm mộng hay là thật thế này? Là nơi chỉ có chàng và thiếp thôi, tất cả đều là thật, chàng không cần hoài nghi điều gì.
có mỗi ta và nàng trong căn phòng trống này thật sao? Lẽ nào nàng cũng tình ý với ta? Thú thật mới nhìn thấy nàng trong bức tranh, lòng ta đã xao xuyến rồi. Chàng nghĩ không sai, tình chàng ý thiếp qua ánh mắt cử chỉ cũng đủ hiểu, đâu cần lời lẽ làm gì. Nàng nói thật chứ? Không thật. Thiếp dẫn chàng vào đây làm gì? Hay chàng còn nghi ngờ gì ở thiếp? Không không, thế thì may mắn cho ta quá. Nào còn nghi ngờ nổi gì? Nàng lại đẹp thế này, làm sao ta có thể không có tình ý cho được. Ừ, thế chàng mau lại đây với thiếp nào. Giờ thiếp phải đi, chàng đừng lo lắng gì cả. Ở yên trong này, thiếp đi đến đêm sẽ trở lại với chàng. Được, được, ta tình nguyện ở lại đây, chỉ để đợi nàng thôi đấy. Thiếp hứa mà, chàng cứ ở đây với thiếp mấy ngày cũng được. Nàng nói thật không? Thật, chỉ e chàng bận rồi rời đi thôi. Không, không, ta nào có bận gì, chỉ muốn được ở bên nàng mỗi ngày thôi. Thế thì tốt rồi, chàng đợi em nhé. Được. Nàng hứa trở về trong đêm, mà sao vẫn chưa về? Ta nhớ nàng quá, nhớ phút giây bên nàng biết bao. Chàng ấy ở trong này sao? Cẩn thận, kẻo bị phát hiện đấy. Thù chết, có người phát hiện ra ta, trốn đi đâu bây giờ? Chàng đừng lo, đây đều là những người bạn của thiếp. Nhìn chàng lúng túng kìa, đáng yêu làm sao. Chị em ơi, đừng ở đây lâu, e người ta không vui, rồi lại mất không gian riêng của người ta. Ôi, xung quanh ta toàn những thiếu nữ xinh đẹp thế này, chẳng khác nào được sống giữa chốn thần tiên, còn mong cầu gì hơn. Chết rồi, sứ giả của chúng thiếp đến. Sứ giả sao? Ông ta là ai? Đã đủ cả chưa? Đã đủ cả rồi ạ. Ta nghe như có mùi người phàm trần ở đâu đây. Chúng thiếp không thấy. Chúng thiếp đang thay đồ để chuẩn bị ra hội đây ạ. Sứ giả đã nghi ngờ điều gì rồi. Chàng trốn xuống gầm giường mau lên, rồi mở cánh cửa nhỏ bên vách mà trốn đi, kẻo ông ta phát hiện. Có thật là không có người trần nào ở đây đúng không? Ôi, sao ta cảm thấy choáng váng, ù tai qua mắt thế này? Hiếu Liêm, Hiếu Liêm, cậu ở đâu? Hiếu Liêm đâu mất rồi? Hiếu Liêm ơi! Có lẽ cậu ấy đang đi lạc trong tranh rồi. Lạc trong tranh sao? Là như thế nào thưa ẩn sĩ? Tôi không hiểu. Hiếu Liêm, sao đi chơi lâu không về vậy? Có nghe người bạn gọi cậu không? Ôi trời, tôi có đang qua mắt không đây? Người bạn đi cùng đợi cậu lâu rồi đấy. Sao tôi thấy mình như đang nằm dưới gầm giường? Giọng nói của sứ giả ồm ồm giống tiếng sấm thế nhỉ? Cậu vừa từ đâu vậy? Sao cậu lại có thể đi vào trong bức tranh đó được? Tôi không biết, chỉ thấy được thiếu nữ trong bức họa trên tường kia dẫn đi, nhưng suýt chút nữa thì bị phát giác. May thay, tôi nghe văng vẳng đâu đó có tiếng cậu gọi. Thưa ẩn sĩ, ông ở đây lâu, có biết như vậy là cơn cớ làm sao không ạ? Rõ ràng tôi thấy tôi đi cùng thiếu nữ đó vào một thế giới khác. Ảo giác từ lòng người sinh ra, làm sao tôi giải thích được chứ? Ảo giác từ lòng người sinh ra sao? Đúng vậy, nếu cậu không có tà niệm, thì làm sao thiếu nữ trong bức tranh đó có thể dẫn dụ được cậu chứ? Tôi hiểu rồi. Thưa ẩn sĩ, lên kinh ứng khí là việc quan trọng, chúng ta không nên chần chừ, nên cáo từ nơi đây rồi rời đi ngay thôi. Ảo giác từ lòng người sinh ra, người có ý nghĩ sằng bậy ắt sẽ sinh cảnh đáng sợ. Muôn ảo giác đều do lòng người động mà nhìn thấy thôi. May mà hai người kịp ngộ ra.
Những lời chúc vượt thời gian. Lily, đến trường rồi. Bà dắt con vào nhé. Vâng ạ. Chào Lily, Lily tới rồi kìa. Lily, con sao thế? Muộn giờ rồi kìa. Ba, tại sao con không được mẹ đưa đến trường như bạn ấy? Con muốn được. Ngoan nào con gái, mẹ đang ở một nơi rất xa. Dù không ở đây, nhưng mẹ vẫn luôn nhìn thấy con mà. Bây giờ con vào lớp đi, cô giáo đang đợi kìa. Vâng, con chào ba ạ. Lily ơi, ba về rồi này. Lily ơi, Lily ơi, chị Mary đâu rồi? À, anh mới về đó ạ. Lily đâu hả chị? Sao em không thấy cháu ra đón như mọi lần? Hôm nay Lily về kêu đói bụng, tôi bảo cháu ăn trước, nhưng cháu cứ nhất quyết đòi ba về để ăn cùng, dỗ mãi mới chịu ăn. Giờ đang trên phòng rồi, nhưng sao hả chị? Con bé có vẻ rất buồn bã chuyện gì đó. Tôi nghĩ là nó nhớ mẹ. Lily ơi, con làm gì thế? Ba, con đang nghĩ làm thế nào để gọi mẹ xuống đây chơi với con nhỉ? Ngày mai là sinh nhật con rồi. Con gái ngoan, mai ba sẽ có món quà đặc biệt tặng con nhân sinh nhật 10 tuổi. Quà gì thế hả ba? Bí mật. Chúc mừng sinh nhật Lily. Con gái, hôm nay con có vui không? Con đợi mỗi quà của ba nữa thôi. Đi theo ba. Chào Lily của mẹ, chúc mừng sinh nhật 10 tuổi của con. Chúc con gái của mẹ luôn khỏe mạnh, đáng yêu và nghe lời ba nhé. Hôm nay con nhận được nhiều quà chứ? Con đang mặc bộ váy mà con thích nhất phải không? Ba ơi, mẹ... Lily yêu quý của ba, trước đây mẹ đã quay rất nhiều clip chúc mừng sinh nhật cho con. Bắt đầu từ ngày con 1 tuổi, nhưng ba sợ con buồn, nên bây giờ mới dám mở cho con xem. Mẹ rất yêu con đấy, con có biết không? Anh à, em đã quyết định rồi. Em sẽ ngừng điều trị để cho con được an toàn. Em muốn con thật khỏe mạnh và chào đời trong an lành. Lily xinh đẹp của mẹ, hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020, là ngày con tròn 15 tuổi. Thấm thoát đã đến năm 2025 rồi, sinh nhật tuổi 20 thật tuyệt phải không con gái yêu? Mẹ mong con mãi là một cô gái hạnh phúc và mạnh mẽ. Lily yêu thương. Hôm ấy mẹ đã quay lại rất nhiều clip chúc mừng sinh nhật cho con, để hàng năm mẹ được ở bên con, cùng con tổ chức sinh nhật, gửi cho con những lời chúc. Có thể mẹ không thể luôn luôn ở bên cạnh con, nhưng mẹ đã luôn cố gắng yêu thương con trọn vẹn cả cuộc đời. Ba tin rằng con gái của ba mẹ sẽ trở thành một cô gái hạnh phúc và mạnh mẽ như mẹ của con. Ba. Tiệc mừng thọ mẹ. Sao bài này khó thế nhỉ? Anh hai ơi. Ơi. Bảo gì anh thế? Bài này khó quá, anh hướng dẫn cho em làm nhé. Ừ, đâu để anh xem nào. Xong rồi, anh hai giỏi thiệt đó. Thôi để anh xuống nấu cơm, mẹ chắc sắp về rồi đấy. Để em xuống phụ giúp anh một tay nha. Ừ. À, mẹ đã về, chúng con chào mẹ ạ. Ừ, mẹ mua bánh tráng cho hai anh em đấy. Ôi, có bánh tráng, ngon quá.
Chúng con cảm ơn mẹ. Anh hai cả ngày làm bao nhiêu việc rồi, anh ăn đi. Mẹ còn vất vả hơn chúng ta nhiều. Mình đưa cho mẹ nhé. Mẹ ơi, mẹ ăn đi ạ. À. Mẹ nhường cho hai anh em con, mẹ no bụng rồi. Nhưng... Các con ăn đi, mẹ no thật rồi mà. Thấy anh em mình một nửa nhé. Ừ, anh xin. Nhiều năm sau. Sao mẹ không vào nhà ngồi cho mát? Ừ, mà sao thằng Hoàng mãi chưa thấy về nhỉ? Mẹ mong làm gì? Anh ấy có mấy khi thèm nhìn đến cái nhà này nữa đâu. Làm ông nọ bà kia rồi nên thế. Kìa, sao con lại nói vậy? Con phải thông cảm cho anh con chứ. Anh ấy về rồi đấy mẹ. Đúng là khoe mẹ, có gì mà phải bóp còi inh ỏi thế. Dạ, con chào mẹ ạ. Ừ, thế chỉ có con về thôi hả? Mẹ nó và bọn trẻ ở đâu rồi? Vâng, con tranh thủ ghé qua nhà thôi, nên không cho Bin đi theo. Nhà con thì nhiều việc quá. Lâu lắm con mới về nhà, mà lại đi ngay hả? Vâng. Mẹ ăn đi ạ. Ờ, mẹ xin. Các con cũng ăn đi. Vâng, tiện thể đây em nói luôn. Tuần sau mẹ 90 tuổi. Em định làm vài mâm cơm cả nhà quay quần cho vui. Ừ nhỉ, anh đoán quá. Nếu chú không nhắc, anh quên khuấy mất. Mà sao có thể làm vài mâm được, xoàng quá. Họ hàng nhà mình ít. Hơn nữa có mỗi mình em ở nhà, lo không xuể. Ở quê ai cũng chỉ làm vậy thôi. Không được, mấy ai được làm thọ 90 tuổi như mẹ đâu. Việc này phải tổ chức thật long trọng, hoành tráng, để mẹ nở mày nở mặt. Nhưng... Anh sẽ bao toàn bộ, chú không phải lo. Sao anh lại nói thế? Em cũng là con, cũng muốn có chút đóng góp chứ. Anh nói vậy, chẳng hóa ra... Anh là người làm ăn, quan hệ rộng, khách khứa, toàn người có danh tiếng địa vị. Anh còn phải giữ thể diện của anh nữa chứ. Chú suốt ngày quanh quẩn ở cái làng này, hiểu làm sao được. Anh dám nói thế hả? Anh khinh thường em phải không? Thôi nào hai đứa, mẹ thấy chỉ cần làm mâm cơm cả nhà là được rồi, không phải bày vẽ chi cho tốn kém. Việc nhỏ này mẹ cứ để anh em chúng con tự quyết. Ý anh vẫn thế, không có gì thay đổi. Nếu chú không nghe lời anh thì đừng coi anh là anh hai. Anh sẽ tự tổ chức riêng, lúc ấy chú đừng trách anh. Mẹ, mẹ ơi, liệu mẹ có sao không? Em đã gọi điện cho bác sĩ rồi, họ nói do căng thẳng về tâm lý nên vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi là không sao. Mẹ, mẹ thấy trong người có khó chịu hay bị đau ở đâu không? Mẹ cảm ơn các con đã nghĩ đến mẹ, lo lắng cho mẹ. Mẹ nuôi hai đứa vất vả bao nhiêu, cực khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu được. Mẹ chỉ mong hai anh em con trông tử tế, biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Đừng vì chút vật chất mà khinh thường nhau. Mẹ còn nhớ lúc còn nhỏ, tuy nhà chúng ta còn khó khăn, nhưng mà các con luôn yêu thương nhau. Dù là cây bánh tráng cũng nhường cho nhau. Vậy mà khi cuộc sống thay đổi, các con cũng thay đổi theo. Nếu các con nghĩ cho mẹ thì các con phải hiểu rằng cách bao hiếu tốt nhất dành cho ba mẹ không phải là mâm cao cổ đầy, không phải là tiền bạc vật chất, mà là niềm vui khi nhìn thấy con cái hòa thuận, yêu thương, sống vui vẻ hạnh phúc. Mẹ, chúng con đúng là có lớn mà chưa có khôn, vẫn khiến mẹ buồn lòng. Mẹ yên tâm, chúng con sẽ nhớ lời mẹ dặn. Mẹ, mẹ hãy sống với chúng con thật lâu mẹ nhé. Ừ.
Hiệp sĩ gấu nâu. Hay quá, cố lên, cố lên. Quá, khỏe quá, khỏe không thể tưởng tượng nổi. Hổ vàng quả là có sức mạnh vô địch. Lần này danh hiệu hiệp sĩ khó mà thoát khỏi tay hổ vàng được nha. Phải đây, phải đây. Đúng thế, ta đã chờ đợi cuộc thi này lâu lắm rồi. Con chào mẹ. Sao dạo này con đi lấy củi lâu vậy? Dạ, con còn luyện võ để tham gia cuộc thi hiệp sĩ thủ lĩnh chứ mẹ. Sao, con muốn tham gia à? Được làm hiệp sĩ không dễ đâu con à. Ngoài sức mạnh, con cần phải có trí tuệ sáng suốt mới có thể lãnh đạo dân chúng được. Bao nhiêu năm nay, vẫn chưa ai xứng đáng để thay thế vị trí của bác sư tử già con à. Chính vì bác ấy đã quá già yếu rồi, nên năm nay mới tổ chức cuộc thi sớm. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm được. Ừ, nếu vậy, con phải cố lên. Loa, 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 loa. Thấy các thần dân, các hiệp sĩ, hãy lắng nghe chiếu lệnh của hiệp sĩ thủ lĩnh đáng kính của chúng ta. Gần đây, ta cảm thấy sức khỏe của ta không còn đủ đảm bảo để thống lĩnh các chiến binh, dẫn dắt các thần dân, cần phải có người thay thế. Ta mong rằng hôm nay sẽ tìm ra được người xứng đáng để kế vị ta. Cuộc thi tuyển chọn hiệp sĩ thủ lĩnh bắt đầu. Hay quá. Anh chàng gấu nâu này cũng khá đây. Hoan hô, khỏe quá. Hổ vàng quá mạnh. Hổ vàng giành chức hiệp sĩ thủ lĩnh chắc rồi. Đấu làm sao lại được với ta? Chỉ có ta mới là người mạnh nhất. Hổ vằn rất mạnh, nhưng mà hung hăng quá. Rất khôn khéo. Hổ vằn và gấu nâu đã xuất sắc vượt qua rất nhiều đối thủ. Cả hai người đều rất mạnh, khá xứng đáng để thay thế ta. Nhưng hiệp sĩ thủ lĩnh chỉ có một, và hai người sẽ phải vượt qua một thử thách nữa để phân định thắng thua. Hai ngươi sẽ phải lội qua con suối kia một cách nhanh nhất. Ai sang được bờ bên kia trước, người đó sẽ thắng cuộc. Dụng cụ ta đã để sẵn trên bờ, nếu muốn, các ngươi có thể dùng. Miễn sao các ngươi có thể qua bên suối kia một cách an toàn và nhanh nhất. Cái suối thế này mà cũng gọi là thử thách sao? Ta tin chỉ một loáng là qua thôi. Thưa ngài sư tử, đây mà cũng gọi là thử thách sao? Có thử thách nào khó hơn không ạ? Khó dễ gì, cứ phải làm mới biết. Tôi hiểu thưa thủ lĩnh. Tốt. Cuộc thi bắt đầu. Hồ nông và trong vắt thế này thì có gì mà khó nhỉ? Nhưng thủ lĩnh cho để ủng và gậy ở đây, chắc không thừa. Mình cứ phải đi vào. Rõ là cầu kỳ quá mức, mình chiếm lợi thế rồi, thắng là cái chắc. Vậy là đã tìm được người xứng đáng. Hổ vằn, ngươi biết vì sao mình thua chưa? Dạ. Ngươi giỏi võ nghệ và rất dũng mãnh, nhưng mới có một chút thành tích đã chủ quan. Ngươi có biết dưới làn nước trong vắt kia vẫn có thể có những mảnh thủy tinh chứ? Sai lầm của ngươi là đã quá lỗ mãng, chủ quan và thiếu thận trọng. Mà một hiệp sĩ thủ lĩnh thì trọng trách rất lớn, thống lĩnh các chiến binh, bảo vệ sự an nguy của cả dân làng. Nên ngoài sức mạnh ra, còn cần phải có một trí tuệ sáng suốt. Gâu nâu,
người đã chiến thắng xứng đáng, và ta rất yên tâm vì đã tìm được người thay thế. Từ nay, Gấu Nâu sẽ là hiệp sĩ thủ lĩnh của chúng ta. Người bạn mới. Gì vậy hả trời? Khiếp, ở đâu ra bộ ấm chén đen nhẽm, xấu xí thế này cơ chứ? Tớ mới được ông chủ mang đến đây từ hôm qua đấy. Ôi, sao cậu lại có thể vào được đây, lại ngồi cùng bàn với chúng tôi cơ chứ? Hãy nhìn xem, chúng tôi sạch sẽ và thơm tho như thế này cơ mà. Sao lại nói thế Kiko? Chị thấy bạn ấy dễ thương đấy chứ. Kiko, con không được nói thế. Mỗi loại đều có những công dụng và đặc điểm riêng con à. Loại nào cũng đáng quý, đáng trân trọng hết đó con. Mà chắc là cậu ta nói dối ấy chứ. Chắc chắn không phải ông chủ mang cậu ta về, mà là cậu chủ nhặt ở đâu đó thôi. Kiko, cậu được đi tắm đó hả? Bộ áo của cậu mới quá, lại đẹp làm sao. Chao ơi, sao mà sáng thế không biết. Tất nhiên rồi chứ, ai mà lại đen nhẽm và xấu xí như cậu bao giờ. Thôi, cậu ra chỗ khác đi, tớ không thèm nói chuyện với cậu đâu. Mọi người có biết gì không, chỉ độ nay mai thôi là ông chủ sẽ tổ chức tiệc thưởng trà với những người bạn thân đấy. Thật ư? Thật ư? Đúng ạ. Hôm qua cháu cũng đã cùng ông chủ đi mấy nhà người bạn thân để mời họ đến thưởng trà rồi đấy ạ. Cháu nhắc ta mới nhớ, mùa thu cũng đã bắt đầu đến rồi. Hàng năm cứ đến chớm thu thì ông chủ lại ngồi thưởng trà ướp hương sen và ngắm hoa nở trong tiết trời dịu mát. Thật là một thú vui tao nhã các cháu à. Vậy ư? Và các cháu biết không, ông chủ sẽ lựa chọn rất kỹ càng bộ ấm chén mà ông định dùng để thưởng trà. Đó phải là bộ ấm chén thượng hạng, giúp người uống cảm nhận được vị trà một cách rõ ràng nhất đó cháu. Cha cha, nhìn ông chủ yêu quý nâng niu anh em nhà mình thì thừa biết là ông chủ sẽ chọn chúng mình trong bữa tiệc trà mấy hôm nữa. Chao ơi, chắc chắn gia đình Kiko là những chiếc chén hảo hạng nhất rồi. Chắc là mọi người ra sân tắm nắng rồi cũng nên. Cũng không thấy nhảm chén đất đâu nhỉ. Có lẽ là xấu xí quá nên ông chủ mang đi rồi, chẳng thèm để lại trên bàn nữa. Kiko, cháu dậy muộn quá. Anh bạn chén đất xe của cháu được ông chủ mang đi từ sớm rồi. Bác ơi, bác có biết ông chủ mang bộ ấm chén mới đi đâu không ạ? Bên ngoài vườn, ông chủ và các bạn đang ngồi thưởng trà đó cháu. Ấm chén đất sét đang ở ngoài đó ủ chè. Vậy ư? Có chuyện đó thật sao? Tưởng là ông chủ sẽ mang mình đi pha trà ngon tiếp khách, nào ngờ. Thời tiết này thưởng trà là nhất. Ừ, mà bộ ấm chén nhà ông rất đẹp và độc đáo đấy. Cảm ơn ông. Tất cả là tại cậu ta. Nếu cậu ta không ở đây thì có lẽ mọi việc đã khác. Mình căm ghét cậu ta. Kiko à, ra ngoài đi dạo cùng mọi người không con? Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Thôi mẹ ơi, con muốn ngủ thêm một lát nữa ạ. Cha cha, mọi người đi vắng hết, ở nhà một mình cũng buồn. Hay là mình ra ngoài chơi? Cả năm rồi cũng chỉ dùng có một lần, chẳng quý báu gì cho cam. Ôi, đi ra ngay đằng kia, đi ra, đồ đáng ghét, đi ra đằng kia mau lên. Đi mau, cẩn thận Kiko. Hả, tớ vẫn còn sống sao? Kiko, cậu có sao không? Cảm ơn cậu nhé, chén đất sét, chỉ một chút nữa thôi là mình đã tan tành thành nhiều mảnh rồi cậu ạ. Cảm ơn cậu, cậu rất tốt. Không có gì đâu cậu ơi, chúng ta là bạn mà. Cảm ơn cậu, từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé. Được chứ?
Nhưng trước hết, hãy để tớ kéo cậu dậy đã nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.